Đó đó. Đông ghê vậy ông nội. Cá bự ơi. Nhỏ. Nhỏ. Cá qua phải ông la lên dữ chơi gì. Cá qua kéo không có cảm xúc. Mập phù lù. Cá qua trái không la, qua phải không la, cá vô. Dư máu. Nuốt tới màng. Không nó cái cần này nó thắt tiếu luôn. Hâu sát xuống. Cá mập như cá dồ. Đấy, mập như mập như không được. Ú thiệt chứ, tính ra lâu ngày không gặp mấy con cá ú ghê thiệt. Tét rồi chứ nó không phải dính sâu quá. Ừ, tét. Tét cái mép đó mà gì. Cái mép này dính đâu nhầm gì hả? Nhầm nhỏ gì? Mập thù lù cái lù. Ui mập à, nhà ông dưỡng không nuôi rồi. Cá thịt cũng được rồi. Chắc mấy con này bắt bên cao. Rồi cá này bắt bảnh, bắt cao lãnh. Chứ cá ở cá hồng ngự đâu có cá này, hồng ngự là ăn không dữ không à. Nào dính con hồng ngự đi tính. Nè các bạn, cái vú sữa. Vú của ông Vạn nè bạn. Gì vậy má? Cứ rụng luôn nè. Cái rụng mày chắc chắc bị dòi rồi hả? Các bạn vú sữa. Trái này hả? Trái này là chín phải không? Tôi biết không bẻ giùm nó thì chú nhà này thiệt chứ. Cũng cứng dữ rồi ta. Bẻ đi phía rồi. Bẻ hai bẻ trái được rồi. Bẻ nhiều quá, mà mốt với ổng không rủ xuống đây nữa. Thôi bẻ hai bẻ trái được rồi. Ồ đùm như này nó mùi nè, bẻ mấy trái này để nó rụng rồi, nó khô luôn nội ô. Nó. Nó cho nó đó gịch xuống. Ừ, trời nó khô luôn á. Đùm nó 4-5 trái. Tét mẹ. Nhánh. Coi coi dòm xung quanh nghe chứ ổng thấy ổng bắt gắn ở đây dữ lắm rồi quý. Cởi nó đi, cởi nó đi, nhầm gì? Bên kia. Ngay đó. Cởi nó đi, hậu tính nữa. Trái nó đi, chẳng 4 trái. Ngay nhánh nó đó, mấy ngay nhánh nó luôn đó. Ngay nhánh mới thì đó. Ờ, nó đùm đùm đó. Ừ. Rồi mày. Bẻ vô sữa, nhậm vàng. Cây này nhóc trơn trên đó kìa. Ờ để nó rụng chứ má. Ủa mắc không mà không bẻ bán ba. Sợ nó rụng. Này nữa nè. Chín nhóc. Này chín thì thúi nó rụng này nữa nè. Rồi vắng đường đi. Vì là có hai cây này phải không? Quá vú. Nhóc vú hết trơn. Đó, đó, đó. Đâu hả? Bên kia. Quỷ. Hết hồn má. Tưởng đâu ma nhát không chứ. Đâu ma nhát. Rồi bóp bóp rồi nó mềm mềm. Này nó mềm mềm mà, cái đít nó tím tím nè. Đây nè, bên đây nè. Ông này khoái vú tơ lựa mà trái xanh xanh như bóng lưỡng à. Ghê thì tơ cũng nhìn vú tím tím này ghê quá. Khoái tơ còn xanh già già thì tím đen. Tím đen. Cái nào đen đen thì mình đó còn kia để dành nữa. Tơ tơ. Kia để dành. Chơi gì? Bỏ vô bị coi đưa bị ra coi. Đây. Đây coi coi. Cầm túi cầm đi. Túi. Quên túi cầm đi. Tao đâu có lấy cái áo túm gì nè.
Đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, trái này nó muốn rụng luôn nè. Vô trộm. Rồi được rồi bạn ơi, để nhiều quá nhót mà bóp lần sau xuống không rủ xuống. Lần sau gọi điện qua hết vú sữa rồi. Mấy trái. Dầm dầm nha. Không có nhà. Bảy sầu riêng cốc. Đi ơi. Bụp 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 đi xuống. Mất tiêu rồi. Bảy trái. Bảy trái mọi người. Quả xá. Ok. Rồi bạn giờ đi mình với khuyến đi vô nhà dạng nè, vô chấm ăn cơm. Cơm chiều. Bắt cọp. Nãy ra kiếm vú rồi giờ đi. Quá trời sữa luôn. Ồ đây chặn đê này cũng dữ lắm nè, bài binh bố chặn đây cũng dữ lắm. Gặp mấy công dùm không? Chỗ này là bao lên cá luôn nè, này mau nè. Rồi vô nhà nha mọi người. Vô nhà bạn ơi. Thấy ông quay lên không mà lần đầu tiên đi qua nhà ổng luôn á. Đi qua đây phá làng, phá sớm. Không biết lần sau ông còn cho qua không nữa. Quậy quá. Quá trời. Ồ sung, sung. Dạ bạn, bến nhà của ông Vàng mọi người. Các bạn. Quanh co, quanh co. Đường này là cái đường trong, bạn, đường nãy ngoài ao là đường lớn riêng. Anh em câu là đi đường lớn. Còn anh em đi nhậu là đi đường này. Ồ, cá với sông thì cũng kinh chứ. Bạn, cá rô phi quá. Cá rô phi lậu cũng kinh sống các bạn thấy không? Lượng sống. Đó, bến của bà nè. Bà đi chài đi đồ nè. Đó mọi người. Vú sữa. Giờ hết cá rồi, giờ ổng đi chài. Đường này mà đi mà nhậu về một hồi rồi rồi vô gốc tre chắc cứu. Đây là phía sau có ao cá dồ. Cái này chắc ông thả cá dồ cá chơi. Hello, đi không? Đi đi ra ngoài đi chung với cha ngoài cơ. Không mấy đi mấy đi vô đi mũi đó, con quên. Này là chỗ ông thả cá lóc bông khủng nè, nãy ông nói mình đâu mày. Giờ chiều chung sớm qua đây cũng 3-4 giờ mọi người ơi. Đi qua đây ngao du xong rồi vô vườn ổng bẻ vú sữa đồ, ổng đặt bẫy chuột với đồ ông để. Quá trời chuột này đặt băng cống khỉ vô khèo khèo. Đi cốc nè, cốc nào cốc mấy nhìn thấy kinh khủng á. Cốc mà gốc nào gốc mấy rồi ôm. Ôm không giáp luôn á. Cụ không. Quỷ ở mớm lòn lòn mới đây mau tao đóng tiêu nữa rồi. Dạng mới đây màu lòn mau quá. Thua thiệt, này cây này chắc cây sầu riêng quá. Sầu riêng phải không Phía? Sầu riêng. Không chạy xe, không chạy đường này hay chạy đường trong ta? Hai thằng đi ngao ngao này chứ ngồi trong nhà nó cũng hơi ngại ngại mọi người. Lâu lâu mới xuống nè. Xuống chặn địa. Sớm kéo còn sao trúng rồi phá sướng thiệt chứ. Bắt hết trơn. Im gu không nghe tiếng chim kêu dựng hú gì chứ. Chuột không nghe chạy sạc sạc gì với ổng nữa. Rồi, nói chung vòng vòng vô nhà nhập tiệc bạn ơi. Phản cá đó không nội. Cá nãy câu bạn cá mà giật lên nó chảy máu bạn nó chết luôn rồi. Dạng nãy giờ ổng hồng hồng ổng vớt ngoài. Khôn quá heo. Chị đang rửa chứ kìa.
Đó, thấy đường rồi đó. Không phải quơ. Con cá tôi nãy nó còn sống nội hơn cá này nằm im, không phải cá tôi câu. Cá tôi câu nó còn sống mà. Dính dính hai con móc lưng, con này móc nuốt chết. Ôi máu nãy, ôi máu chết kìa. Nghĩ giống mẹ hả? Nãy dính ở trên nó tét phải không? Còn nhớ tét không? Lâu lâu quá. Lâu lâu quậy ống, quậy ống con cá bạn ơi. Con đó chứ cũng gần 3 kg. Cái vồ mập kinh khủng. Ô con này nhỏ. Bá con sông tiền này nhỏ. Đâu rồi ông Vạn? Rồi bạn, đây là ông bác bà của anh Vạn ha mọi người. Ông thấy tôi câu hay không? Câu là có cá nhúng giấm luôn thấy không? Lâu lâu còn phá, vậy là phải đúng phá đó bạn. Câu con cá mà thả xuống là cá lậu đớp đớp luôn rồi, lụm luôn. Đỡ ông á. Ông có đè dám khui đó, thằng con ông đó, đó. Con ông chơi vậy đó. Cái đó là bia lắc mà, hồi nào giờ cũng biết bia lắc chưa. Nó cầm nó lắc cái buổi chờ luôn. Thiệt chứ. Uống kiếm bọt này, bọt nữa. Cầu cá bị cha khẹ vô đây uống bia bị con lắc nó thua luôn rồi mọi người các bạn ơi. Rồi nhập tiệc các bạn ơi. Quá bạo lực. Bất bảy là. Hôm nào rủ bất bảy qua bển mà. Bất bảy bữa nào bất bảy kêu xe đò qua bển, cái nữa bây giờ con chở bất bảy về đỉnh cho ông Vạn đi theo nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em đã ngoài, ngoài. Đời, 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 đời. Mẹ đã bằng lòng bằng
em không sợ mất anh. Năm mươi năm chờ vẫn là chờ mới, chỉ có sao sao trời, có lâu lắm không có.